Vậy thì mình nói là hen phế quản là một cái tình trạng viêm mãn tính đường hô hấp, tức là cái viêm nó có từ rất là lâu rồi, và cái từ cái mãn tính đó nó có sẽ có những cái đợt cấp tính trên nền mãn tính. Cái viêm tình trạng viêm này có sự tham gia của rất là nhiều tế bào, dẫn đến là tăng nhạy cảm của phế quản với những yếu tố kích thích khác nhau, tắc nghẽn phế quản, lan tỏa, khởi phát cơn xuyển và có thể phục hồi tự phát hoặc là do điều trị. Dịch tễ học gần đây thì tỷ lệ mắc bệnh hen phế quản nó tăng. Tại Việt Nam, ở hen phế quản trẻ em thì khoảng 5 đến 10%, tỷ lệ tử vong khoảng 4% so với tỷ lệ tử vong chung. Nam có xu hướng nhiều hơn, thường nặng hơn. Yếu tố nguy cơ di truyền, nên nếu mà cha hoặc là mẹ một trong hai người bị hen thì nguy cơ của con là 25%. Còn nếu mà cả hai cha và mẹ bị hen hết luôn, còn khả năng bị hen phế quản là 50%. Thứ hai là cái cơ địa dị ứng, thì tỷ lệ bệnh nhân bị hen phế quản có cơ địa dị ứng trong dân số là 50%. Và nếu mà phối hợp nhiều yếu tố thì khả năng còn cao nữa. Tăng đáp ứng đường thở có thể là do gen, có thể là do mắc phải, tức là bình thường cái đường hô hấp nó đáp ứng với những cái yếu tố kích thích mạnh chẳng hạn thì nó mới bị, còn cái bé này nó bị tăng đáp ứng với một hay nhiều loại yếu tố, để mà nó gặp phải là nó bị phản ứng liệt. Trẻ trai nguy cơ nhiều hơn, chủng tộc ta thấy là tỷ lệ hen cao ở người Anh hoặc là Australia. Yếu tố môi trường thì có những cái yếu tố làm ảnh hưởng đến sự xuất hiện và phát triển cái hen phế quản. Ví dụ như con một nhà mình nói là đây là cái dị nguyên mạnh nhất phát triển và xuất hiện cơn hen phế quản cấp ở bệnh nhân hen phế quản. Con gián chẳng hạn, vậy là ở nhà mình phải vệ sinh nhà cửa cho nó sạch sẽ, mình đừng có để mọt, đừng có để gián, đừng có để khói bụi gì hết, nấm mốc, phấn hoa, khói thuốc lá mà đối với trẻ em thì nó đâu có hút thuốc đâu, người lớn hút rồi nó bị hút thuốc lá thụ động, ô nhiễm môi trường, chỗ kém vệ sinh, nhiễm trùng hô hấp, béo phì, kinh tế gia đình đông đúc chật chội ha, chế độ ăn, do thuốc, vân vân, yếu tố khởi phát cơn hen và kéo dài triệu chứng ở những cái bệnh nhân hen phế quản, như nhiễm khuẩn hô hấp, gắng sức, tăng không khí, thay đổi thời tiết, do thức ăn, do thuốc, bức xúc nhiều quá, giận dữ hay gì đó, stress, cái mùi của quá chất, ví dụ như thuốc xịt phòng, sơn móng tay hay là nước sơn cửa, sơn nhà gì đó. Ở đây cô sẽ giới thiệu cho mấy em biết về cái lâm sàng cơn hen phế quản đặc hiệu điển hình. Thì nó có hai giai đoạn khởi phát là nó sẽ có cái triệu chứng báo trước, đấy là ngứa mũi nè, hắt hơi, ngứa họng, chảy nước mắt, đổ mồ hôi, có ho, bệnh nhân khó thở, thì thở ra khò khè, và khó thở ngày càng tăng dần. Nếu mà nặng hơn nữa thì bệnh nhân phải ngồi chồm lên phía trước để tăng sử dụng các cơ hô hấp phụ dễ thở hơn. Khám phổi mình thấy có nhiều ran ngấy ngẫm trên rít, chủ yếu là khó thở thì thở ra là do co thắt phế quản. Nếu mà mình điều trị bằng thuốc giảm phế quản nó sẽ giảm nhanh. Trong giai đoạn toàn phát, phù nề niêm mạc phế quản, tăng xuất tiết, co thắt phế quản. Vậy thì trong giai đoạn này nó còn gây khó thở nhiều hơn nữa. Khó thở cả hai thì, ho lúc này có đàm rồi ha. Phổi thì nhiều ran. Thì trong giai đoạn này ngoài chúng ta dùng thuốc giãn phế quản, chúng ta phải dùng thêm chống viêm. Tại niêm mạc nó bị phù nề, tăng xuất tiết. Nếu mà nó nặng, khó thở nhiều quá, không còn thở được nữa, thiếu khí oxy. Thì mình thấy tím tái, rối loạn tri giác. Cổ thì ngửa ra mỗi khi hít vào. Ở ngắt quãng đối với trẻ nhỏ có thể là bú khó, khóc yếu, khám nhịp thở tăng, nhịp tim tăng, phế âm giảm, lồng ngực lúc này là ứ khí, không có thở hít vào, không có thở ra gì được hết, ứ khí trong lồng ngực, và ứ khí này nếu mà nhiều có thể là tràn khí dưới da, tràn khí trung thất, và lúc này giống như cái không khí nó không lưu thông được, cho nên mình thấy phổi ít ra. Cái thể lâm sàng thứ hai mình nên nói là cái thể lâm sàng hen phế quản ở nhũ nhi, lứa tuổi nhũ nhi thì nó có khác biệt. Thì trẻ có từ 3 đợt khò khè cộng với khó thở trước 2 tuổi và cộng thêm cái yếu tố khởi phát cơn hen hoặc là cơ địa dị ứng và có thể khởi phát bất kỳ tháng tuổi nào. Vậy thì các xét nghiệm để mình cần để xác định cái tắc nghẽn phế quản là gì? Nhất là đo chức năng hô hấp trẻ lớn hơn 5 tuổi, FEV1 và BESR nó giảm sau khi phun thuốc thì nó đáp ứng.
tăng 15% so với trước phun thuốc thì chúng ta chẩn đoán xác định hen. Trên 5 tuổi chúng ta mới sử dụng được, lý do là trên 5 tuổi thì nó mới hợp tác, nó biết ngậm, mình biết thổi như thế nào, mình kêu nó thổi mạnh nhanh, nó phải phù hợp, nó phải đủ cái áp lực thì nó mới đo được. Còn nó dưới 5 tuổi thì coi như mình kêu nó ngậm vậy thôi, chứ nó phật thở vô, nó thổi vô, nó không có đạt chuẩn, ta không có đo được. Ngoài ra còn có một số cái xét nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị, ví dụ như xét nghiệm đàm. Lúc đầu là công thức máu, mình thấy là nếu nó có bội nhiễm á, bình thường thì bạch cầu nó không có tăng, nhưng nếu có bội nhiễm thì có thể là bạch cầu tăng. X quang thì mình thấy lồng ngực ứ khí hai bên phế trường sẽ tăng sáng, chính vì nó ứ khí trong đó nhiều cho nên phế trường nó nhìn thấy màu đen nhiều, mà X quang người ta gọi là tăng sáng. Rồi nó đẩy cái vòng hoành đi xuống và nó đẩy cái khoang gian sườn rộng ra, tăng sinh từng hoàng phổi, khiến báo động mạch. Khi nào trường hợp nặng, coi có suy hô hấp, ICE toàn phần để coi cái miễn dịch dị ứng này như thế nào. Vậy thì chẩn đoán xác định con hen chủ yếu là do thứ nhất lâm sàng, ho khò khè khó thở, ho khò khè tái phát từ 2 lần trở lên trên 12 tháng gần đây nhất, hoặc là trẻ nhũ nhi có ho có khò khè có khó thở lớn hơn từ 3 lần trở lên á, có yếu tố cơ địa dị ứng nè, chàm, mề đay, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, vân vân, thành viên trong gia đình họ hàng bị hen hoặc là có cơ địa dị ứng. Trẻ lớn hợp tác được, chúng ta làm cái xét nghiệm tắc nghẽn phế quản được phục hồi sau khi dùng thuốc, còn không làm được thì bắt buộc phải loại trừ những cái bệnh tắc nghẽn khác, chẩn đoán phân biệt với viêm tiểu phế quản. Và đặc biệt là đối với tuổi mà nhũn nhi nó hay bị viêm tiểu phế quản thì có thể là chúng ta lầm lẫn với cái hen, nó cũng có khò khè, cũng có ran, cũng có sốt chẳng hạn. Viêm tiểu phế quản và hen là hai cái bệnh không có sốt, trừ khi nào mà mình bội nhiễm mình mới bị sốt, cũng có trường hợp là mình nhiễm CV nó cũng có sốt. Là viêm phế quản phổi này là mình hay mình còn gọi là viêm phổi, có họ kèm theo hội chứng tắc nghẽn nữa. Dị vật phế quản bỏ quên, lao nội mạc phế quản hay là hạch lao chèn ép phế quản, hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Điều trị từ thường nó hen phế quản mình hay gặp hai loại thuốc, một á là salbutamol, hai là cái corticoid. Salbutamol là thường gặp nhất, phun khí dung. Corticoid thì tùy chỉ định mình có thể cho cái corticoid này vào, hoặc là chúng ta điều trị dự phòng cho trẻ khi mà cắt cơn rồi, khi về nhà quản lý cho nó thuốc điều trị dự phòng. Ngoài cái điều trị cắt cơn hen phế quản, chúng ta còn có cái điều trị hỗ trợ khác, ví dụ như hỗ trợ hô hấp, kháng sinh khi có bội nhiễm và truyền dịch khi nào cần thiết, đặc biệt khi trẻ có những cái vấn đề ví dụ như tiêu chảy hay gì đó, có thuốc cái bệnh kèm theo, thở nhanh thì cũng mất nước. Đây là phân độ nặng, nhẹ, trung bình của cái hen phế quản. Thì ở đây có các dấu hiệu khó thở, nói chuyện như thế nào, vi giác sao, nhịp thở, mạch, co kéo cơ hấp phụ, khò khè, rồi đo chức năng hô hấp, oxy, tùy theo triệu chứng nó nằm ở mục nào, chúng ta coi là nhẹ, nặng, trung bình. Phân độ cơn hen nặng khi không đáp ứng với 3 lần phun khí dung thì mình có thể phân độ nặng. Phân bậc có 4 bậc, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4. Thì phân bậc này tùy theo cái triệu chứng và đo cái chức năng hô hấp. Vậy thì phân bậc này để làm gì? Khi mà mình phân mức độ nặng nhẹ để chúng ta điều trị. Còn khi mà mình phân cái bậc này á để chúng ta điều trị dự phòng. Điều trị dự phòng tức là mình phải cho thuốc về nhà để dự phòng cho bệnh nhân không có bị cơn hen trở lại, phải nhập viện vân vân. Quản lý hen phế quản thành công là chúng ta phải cơn hen, giảm tối thiểu nhu cầu thuốc cắt cơn, không có hạn chế giới hạn hoạt động, chức năng phổi gần như bình thường, giảm tối thiểu hoặc là không có tác dụng phụ của thuốc. Khi mà mình dự phòng tốt phải kết hợp với cửa nhân viên y tế với dịch lại gia đình. Giờ mình tư vấn quá trời luôn, kêu dặn về nhà là đừng có bao giờ mà cho thuốc uống này phải uống đúng liều nha, đừng bao giờ mà để cho các yếu tố khởi phát, ví dụ như nó dị ứng với cái lông chó mèo, giờ về đừng có nuôi chó mèo nữa, hay là nó dị ứng với lông chim, không có nuôi bồ câu, không có để cho chồng người đàn ông trong gia đình, ví dụ chồng rồi ba chồng hoặc là ba vợ gì đó hút thuốc lá, hoặc nó dị ứng với thức ăn mà cho ăn cái loại đó hoài đâu có được.